chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Dâu 65 tuổi cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ vì chồng trẻ suy sụp sau khi nghe tin vợ có người thứ ba. Dường như sóng gió chưa qua đi đối với đôi vợ chồng lệch tuổi này. Tối 16 tháng 6, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip một người đàn ông tự xưng là chồng cũ của Nguyễn Thị Hoa, cô dâu 65 tuổi đình đám thời gian qua. Đáng chú ý, người này cùng người phụ nữ được cho là vợ của mình cũng như dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để nói về cô Hoa. Ngay sau khi đoạn clip nói trên được chia sẻ, fanpage có tên Nguyễn Thị Hoa nhanh chóng lên tiếng đính chính liên tục rằng người đàn ông tự nhận là chồng cũ của mình hoàn toàn là bịa đặt. Sao nhiều người tự dưng thấy tôi nổi tiếng rồi không quen biết vào nhận làm chồng cũ của tôi vậy trời? Thế giới này thật nguy hiểm cứ thấy người ta hạnh phúc nổi tiếng là lại nhảy vào ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu. Sao không thay vào đó là chúc phúc cho chúng tôi? Tình yêu của tôi là Johnny. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa tôi không quen, không hề biết người đàn ông trong ảnh này xin đừng vu khống tôi. Tôi thờ tiết chồng tôi gần 30 năm nay, tôi chưa hề mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào khác. Huống hồ ngộ đây không phải gu, không phải mẫu đàn ông lý tưởng tôi thích mà bảo là chồng tôi. Thật nực cười vì sự bịa đặt không đúng sự thật bất chấp để câu lại có nhiều người làm video cầu kéo đu bám ăn theo lợi dụng tôi làm tin tức về tôi để nổi tiếng cũng được nhưng không được bôi nhọ xúc phạm danh dự người khác sai sự thật như vậy tôi xin cảnh báo các cháu làm youtube nên gỡ video không đúng sự thật bôi nhọ danh dự tôi xuống nếu không tôi nhờ pháp luật can thiệp về bôi nhọ danh dự đời tư người khác xin cảm ơn những fan hâm mộ ủng hộ chân chính kịp thời báo tin cho chúng tôi về tin đồn thất thiệt này. Tôi đây thủ tiết thờ chồng 30 năm nay chưa mở lòng với bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài Juni. Vậy mà có người tung tin ác ý tôi mấy đời chồng vừa ly hôn chồng cũ, kiếm đâu ra ông trẻ mà tôi chưa từng quen biết để quay video bôi nhọ danh dự của tôi. Bịa đặt quay video ăn theo tôi để nổi tiếng. Chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp những ai bôi nhọ danh dự phẩm chất của tôi để làm rõ trắng đen mọi chuyện, những người có ác ý với vợ chồng tôi. Cây ngay không sợ chơi đứng, mong mọi người ủng hộ cho tôi và Juni. Xin cảm ơn. Chưa dừng lại ở đó, cách đây ít phút, trang fanpage tiếp tục cho biết người chồng hiện tại của cô Hoa là Johnny hiện đang suy sụp tinh thần vì phải chịu đựng sóng gió thời gian qua. Mới xuất viện vì mệt mỏi và áp lực lại chịu thêm cú sốc lớn nữa, nên mặt anh Johnny rất buồn và chán nản. Từ khi nghe tin tôi có người thứ ba, hôm qua có người làm video bịa đặt lợi dụng chuyện tôi có thêm một đời chồng vừa ly hôn để chạy theo trai trẻ. Mặc dù tôi cố gắng giải thích cho anh ấy hiểu, tôi không quen người đó và họ vu khống tôi, bôi nhọ danh dự 30 năm thủ tiết thời chồng của tôi. Tuy gật đầu nhưng tôi thấy sắc mặt Johnny rất kém, chỉ hút thuốc thôi mà lâu nay không thấy anh ấy hút. Chắc đàn ông có chuyện buồn thường hút thuốc giải sầu. Thương Johnny, phải chịu nhớ sức ép, giờ lại thêm chuyện này nữa. Tôi xin cộng đồng mạng hãy chia sẻ lấy lại công bằng cho tôi và Johnny được áp lực. Vì tôi thương Johnny rất nhiều, tôi sẽ kiện tất cả những kẻ lợi dụng tôi. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng nhưng nhiều ý kiến trái chiều vẫn nổ ra. Một số cho rằng cô Hoa chỉ đang nói dối trên mạng hay khuyên cô nên bớt đăng đàn trên Facebook. Nói xạo mà nói hoài Nó làm gì Người ta nói tiếng Việt làm gì mà nó hiểu Viết thì nó hiểu chút chút Cái này là nói làm sao nó hiểu được Tốt nhất bà đừng đăng status nữa Bà càng giải thích thì càng lòi ra thêm nhiều phim hay Sức ép thì người ta im Còn đằng này bà đang thách thức cộng đồng mạng đó bà già Còn hình thằng Pakistan này chụp hồi nào Chỉ có mình bà biết Đăng lên câu like kiếm tiền Bất chấp bị chửi thì Việt Nam chỉ có bà mình sống thủ tiết thời trong bao nhiêu năm thì con cháu họ hàng biết, cần gì ngày nào cũng phải phơi hình nói này nói nọ, hay ho gì đâu với chuyện trái đạo lý. Nói thật bà làm xấu đi hình ảnh của phụ nữ Việt Nam, thà rằng im đi. Trước đó tài khoản fanpage này chia sẻ nhờ pháp luật can thiệp, mọi việc đều có giới hạn của nó, tôi im lặng không phải là tôi hiền, tôi dễ bắt nạt rồi muốn câu like câu view dựa trên chuyện tình của tôi mà bóp méo sự thật bịa đặt dựng chuyện để lợi dụng chúng tôi. Tôi sẽ kiện tất cả những người lợi dụng tôi để lấy lại công bằng danh dự cho tôi một đời 30 năm thủ tiết thời chồng. Tôi không để mấy kẻ xuyên tạc bôi nhọ danh dự của tôi được như vậy. Làm YouTube hay bất kể nghề gì cũng phải có lương tâm. Tôi nhờ pháp luật can thiệp những kẻ lợi dụng chúng tôi để nổi tiếng, trục lợi cho bản thân. Năm con gái ung dưỡng 24 tuổi, Mickey trời Tây bố chồng cô dâu 65 tuổi cũng đồng ý hôn sự của con trai. Tình yêu lệch tuổi của cô dâu 65 tuổi và chồng trẻ ngoại quốc không những được các con của chị Hoa ủng hộ mà ngay cả bố chú rể cũng đồng ý hai tay. Thời gian gần đây, dân tình không khỏi xôn xao trước câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của cô dâu Việt hơn người chồng ngoại quốc tới 41 tuổi. Sự tranh lệch tuổi tác này là quá lớn, nhiều người tỏ ra hoài nghi về mục đích tiếp cận của chàng trai Tây 24 tuổi là bởi vì tiền, chứ không phải xuất phát từ tình yêu đôi lứa cặp đôi đỗ lệch được kể đến không ai khác chính là chị Nguyễn Thị Hoa 65 tuổi quê ở Đồng Nai chú rể Azu Raymond 24 tuổi người Pakistan được biết cả hai quen nhau qua mạng xã hội anh chàng có tên Raymond khẳng định rằng ngay từ buổi đầu nói chuyện và nhìn ảnh chị Hoa anh mê nàng như điếu đổ chàng 24 tuổi sớm bày tỏ tình cảm của mình ngay sau đó Thế nhưng điều khiến dân mạng bất ngờ hơn đó là nữ chính có tới 5 cô con gái riêng, trong đó Raymond lại là chàng trai chỉ đích, có ngoại hình khá nổi bật. Mặc dù thời gian đầu cuộc tình họ gặp không ít phản đối, thế nhưng nhìn cách mà dưỡng trẻ chăm sóc và yêu thương mẹ mình, các con của chị Hoa đã thay đổi thái độ. Chị Phụng 42 tuổi, con gái cô dâu 65 tuổi chia sẻ rằng chị hoàn toàn ủng hộ chỉ cần mẹ mình được hạnh phúc. Lúc biết tin mẹ và Raymond sẽ kết hôn, tôi không bất ngờ vì biết mẹ và anh này quen nhau trên mạng đã lâu. Mẹ cũng nói hết với tôi, chứ không giấu giếm gì. Papa Johnny và hai con gái riêng của Hoa, mọi người cứ thắc mắc gia đình và con gái Hoa có đồng ý chuyện tình tôi với Johnny đến với nhau không? Thì cho các bạn biết, Johnny và con gái Hoa rất thân thiết, như người trong gia đình vậy, nên tất nhiên tôn trọng, ủng hộ cho mẹ và Johnny đến với nhau. Cả gia đình tôi rất hạnh phúc từ khi Johnny đến đây, chị Hoa chia sẻ. Em gái của cô dâu 65 tuổi cũng cho biết thêm, mọi người trong gia đình thường gọi Raymond là Johnny. Kể từ khi anh chàng sang Việt Nam ở với vợ, mọi việc chăm sóc đỡ đần chị Hoa đều do Raymond lo liệu. Mặc dù gặp không ít chỉ trích từ người đời và sự việc bất đồng ngôn ngữ tạo nên những rào cản lớn, thế nhưng cả hai chưa từng có ý định sống thiếu nhau. Bất ngờ hơn nữa là cuộc hôn nhân của họ còn được người thân của Raymond ủng hộ. Chị Hoa chia sẻ rằng, Nhớ lời Papa dặn Johnny trước khi sang Việt Nam lấy vợ, Johnny phải tôn trọng yêu thương đùm bọc người già, phụ nữ và trẻ em, nên Johnny rất yêu vợ, ba chồng hoa cũng ủng hộ hai đứa. Hiện chuyện tình cảm của đôi đũa lệch vẫn đang là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Trước những thông tin như đi đường quyền, lợi dụng người vợ Việt Nam 65 tuổi để nổi tiếng kiếm tiền, trong tay của cô Nguyễn Thị Hoa, anh Aji Ureman, gọi tắt là Johnny, gặp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Dẫu cho cô dâu Đồng Nai nhiều lần đăng ảnh ngọt ngào của hai vợ chồng, cũng như dẫn nhiều bằng chứng thép khẳng định mối quan hệ của hai người xuất phát từ tình yêu chân thành, thì rất nhiều người vẫn nghi ngờ. Bởi trước đó, chính bản thân cô Hoa cũng từng chia sẻ nỗi khổ khi lấy chồng ngoại quốc kém tuổi, phải quan xuyến mọi việc từ trong ra ngoài, ông xã lại không ăn được cơm, chỉ ăn được hoa quả, không làm được việc nặng nhọc. Thế nhưng gần đây cô dâu 65 tuổi lại đổi ý khi chia sẻ với người chồng được cho là ăn bám như sau. Johnny anh ấy nuôi tôi với công việc thợ hồ rất vất vả, chứ không sung sướng như các bạn nghĩ đâu mà các bạn lại nói anh ấy sang Việt Nam ăn bám tôi. Thân già tôi còn lo chưa xong thì lấy gì mà bao trai trẻ chứ. Xin đừng khẩu nghiệp nữa mà hãy ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi. Xin cảm ơn. Bên cạnh đó cô Hoa cũng tiết lộ thêm, ngoài năm cô con gái ủng hộ mẹ tiến thêm bước nữa, về phía gia đình Johnny cũng ủng hộ con trai ở rể nơi đất khách quê người. Cô dâu 65 tuổi chia sẻ trên trang fanpage. Nhớ lời papa dặn Johnny trước khi sang Việt Nam lấy vợ, Johnny phải tôn trọng, yêu thương, đùm bọc người già, phụ nữ và trẻ em nên Johnny rất là yêu vợ. Ba chồng Hoa cũng rất ủng hộ hai đứa. Ngay sau khi những bằng chứng này được đăng tải đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến an ủi, khuyên cô dâu 65 tuổi cứ mặc kệ lời đồn có không ít người tỏ ra nghi ngờ về những bức ảnh làm thợ hồ của anh Johnny. Luồng ý kiến này cho rằng vợ chồng lệch tuổi ở Đồng Nai đang cố làm màu, PR cho bản thân. Làm phụ hồ mà ăn mặc thế hả? Tôi thấy cố tình mượn cảnh chụp lên để lừa dối mọi người thôi. Nếu anh ta yêu vợ, chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi vợ, thì sao hồi trước chia sẻ với cô dâu 62 tuổi ở Cao Bằng, cô Hoa lại bảo chồng không làm được việc nặng nhọc, không ăn được cơm. Ôi thợ hồ cao cấp quá, tôi thấy chắc lại đang PR thôi. Trước đó, chị Hoa và chồng trẻ bị đồn đoán xích mích, thậm chí có thông tin anh chồng 28 tuổi này còn bạo hành đánh đập vợ. Cô dâu 62 tuổi bất ngờ lên livestream bóc phốt chồng Tây nhiều lần, có hành động không chuẩn mực với cô dâu 65 tuổi, sẵn sàng ra tay tắt thẳng vào mặt vợ trước nơi đông người. Sau rất nhiều lời giải thích và thanh minh, đó chỉ là hiểu lầm nhỏ, không hề có chuyện bạo hành của chị Hoa. Dân mạng vẫn một mực cho rằng cặp đôi đến với nhau vì tiền chứ không phải là vì tình yêu. Trước những lời đồn đoán, cặp đôi còn phải nhập viện để truyền nước vì quá mệt mỏi với áp lực của dư luận. Bên cạnh những hình ảnh cho biết chồng tay nhập viện vì áp lực, cô dâu 65 tuổi còn thể hiện thái độ lên án những người đã chỉ trích mình. Tôi nghĩ các bạn vào hùa để nói tôi như vậy, nhưng trong bộ các bạn không nghĩ gì đâu, tôi tin là như vậy. Vì chúng tôi đâu có gây thù trúc án hay là giành giật chồng cướp bồ động tới miếng cơm manh áo nhà bạn đâu đúng không nào? Tôi 65 tuổi, yêu trai trẻ, nhưng tôi không mong con cháu tôi theo chân tôi và tôi cũng không cổ vũ mọi người hãy như tôi. Không bao giờ. Mạng xã hội như con dao nghìn lưỡi, trăm đường lắt léo. Chuyện tình của chúng tôi, các bạn không nên đem ra làm trò cười vì biết đâu một ngày chính các bạn sẽ là trò cười của thiên hạ chứ không phải riêng chúng tôi. Xin cảm ơn. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.